Tùng bị chụp lén khi đang ăn, Triệu Lộ Tư được khen, Trương Tịnh Nghi lại bị chê thậm tệ. Việc các mỹ nhân hoa ngữ phải tuân thủ chế độ ăn kiêng để quản lý vóc dáng không còn là điều xa lạ, tuy cùng bị chụp lén khi đang ăn, nhưng những sao nữ như Triệu Lộ Tư và Trương Tịnh Nghi lại nhận về những phản ứng rất khác nhau. Theo đó, mới đây Triệu Lộ Tư đã bị bắt gặp đi ăn đêm cùng trợ lý, nữ diễn viên để mặc một, không trang điểm và có vẻ ăn khá chăm chú. Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi trông cô nàng rất tự nhiên, đáng yêu, không hề có cảm giác xa cách của minh tinh nổi tiếng. Được biết, Triệu Lộ Tư là sao nữ từng bị chê bai nhiều nhất về vóc dáng, tuy sở hữu nhan sắc ngọt ngào, khả ái, nhưng nữ diễn viên lại khá dễ tăng cân. Đỉnh điểm là lần xuất hiện trên sân khấu của đêm hội Weibo, Triệu Lộ Tư bị camera bắt trọn loạt khoảnh khắc lộ mỡ thừa ở cánh tay và cổ, nữ diễn viên cũng bị leak loạt ảnh tạp chí, khi đã photoshop và chưa photoshop. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã giảm cân khá nhiều và có vóc dáng nhiều người mơ ước. Trong lần xuất hiện tại đêm hội Đu Dinh 2023, nữ diễn viên gây sốt với tạo hình xinh như búp bê. Tuy nhiên, trái ngược với Triệu Lộ Tư, Trương Tịnh Nghi lại bị chê bai thậm tệ vì uống một lúc hai cốc trà sữa. Nàng tiểu hoa bị phàn nàn vì không biết quản lý vóc dáng, không có trách nhiệm. Dù là diễn viên nổi tiếng, Trương Tịnh Nghi không thừa cân nhưng cũng không có thắt eo, lại có khung xương vai lớn. Nàng tiểu hoa từng nhiều lần bị chế giễu vì giống cô gái lực điền. Phim cổ trang mới của Bạch Lộc, nam chính được khen quyến rũ hơn cả nữ chính. Vào ngày 1 tháng 11 vừa qua, bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh, có tên cũ là Trục Nguyệt, với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng, đã chính thức khai máy. Tạo hình cổ trang nam nữ chính chỉ vừa mới được hé lộ, đã khiến cả cộng đồng mạng phát sốt vì quá đẹp, từ Bạch Lộc đến Ngao Thụy Bằng đều không thể chê vào đâu được. Thậm chí nhiều ý kiến còn cho rằng, nam chính họ Ngao nhìn còn quyến rũ và làm trái tim mọi người rung động hơn cả Bạch Lộc. Bên cạnh những lời khen có cánh gửi tới bộ đôi chính của Bạch Nguyệt Phạn Tinh, cư dân mạng cũng không quên thể hiện sự tán thưởng trước phong cách hóa trang đầy lôi cuốn của stylist Dịch Tiểu Nhã. Bạch Nguyệt Phạn Tinh thuộc dự án cấp S do EQG sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết Bạch Thước Thượng Thần của tác giả Tinh Linh, được cầm trịch bởi đạo diễn Chu Duệ Bân, người đứng sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Ca Hành, Ngự Giao Ký, Giữ Quân Sơ Tương Thức. Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận vai Bạch Thước, còn Ngao Thụy Bằng hóa thân thành Phạn Việt. Một số bình luận của cư dân mạng: nhìn mỗi tạo hình thôi đã muốn lọc hố phim rồi, hứa sẽ xem khi phim chiếu, Bạch Lộc xinh quá đi, mong chờ ngày phim trình làng. Dịch Tiểu Nhã xịn ghê, nhìn tạo hình Ngao Thụy Bằng mê ly, hết chỗ chê luôn, đẹp quá trời đẹp. Không hiểu sao, tôi nhìn nam chính một hồi còn thấy quyến rũ hơn cả nữ chính. Cảm thấy Bạch Lộc rất là hợp với cổ trang luôn ấy, tạo hình Trường Nguyệt Tẩn Minh ngày trước cũng đẹp mê luôn. Tạo hình đỉnh quá vậy, xin được phép khen ngợi stylist nha. Nói thêm về Bạch Lộc, ngoài bộ Bạch Nguyệt Phạn Tinh mới bắt đầu ghi hình tại phim Trường Hoành Điếm, thì nữ diễn viên còn một bộ Dĩ Ái Vi Doanh, hợp tác cùng Vương Hạc Đệ, ra mắt khán giả từ ngày 3 tháng 11 trên Mango TV. Bốn nam chính cổ trang si tình nhất màn ảnh hoa ngữ, Thành Nghị và Vương Hạc Đệ góp mặt. Màn ảnh hoa ngữ vốn nổi tiếng bởi cách xây dựng kịch bản và hình tượng nam chính cực cuốn hút. Mới đây, cư dân mạng đã tổng hợp những nhân vật nam chính cổ trang si tình được yêu thích nhất. 1. Đặng Vi vai Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư. Vai diễn Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi trong Trường Tương Tư được yêu thích hơn cả vai nữ chính của Dương Tử. Nhiều fan nữ khẳng định họ gục ngã bởi sự si tình, nhất kiến chung tình mà Sơn Cảnh dành cho tiểu yêu. Chỉ nhờ một vai diễn này mà Đặng Vi vụt sáng trở thành tiểu sinh được săn đón nhất nhì showbiz. 2. Vương Hạc Đệ vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân là những cái tên viral nhất nhì mạng xã hội. Sau khi Thương Lan Quyết lên sóng hè năm 2022, không chỉ có thần thái và vẻ ngoài cực cung ngầu, cách đại ma đầu Đông Phương Thanh Thương yêu thương Hoa Lan nhỏ, chấp nhận vì nàng mà hy sinh cả thiên hạ, cũng lấy được thiện cảm của phần lớn người xem. 3. Trương Lăng Hách vai Cung Tử Vũ trong Vân Chi Vũ. Nhân vật của Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều, trong khi một số tỏ ra yêu thích, thì một số khác lại coi đó là sự nhu nhược, không quyết đoán. Tuy nhiên nếu nhìn ở góc độ si tình thì Cung Tử Vũ quả thực rất yêu thương Vân Vi Sam. 4. Thành Nghị vai Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Tư Phượng là một trong những vai diễn đưa tên tuổi Thành Nghị lên đỉnh cao. Nam diễn viên được khen ngợi hết lời vì cách thiết lập nhân vật, diễn xuất, tương tác hóa học với bạn diễn. Đây cũng là bộ phim được tính là đại bạo trong sự nghiệp Thành Nghị. Diễn cảnh bị thương, Dương Tử cảm động, Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cảm lạnh. Vì cùng là tiểu hoa tóc đầu lứa 90, nên việc Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh, từ khoảng thời trang, phim ảnh đến diễn xuất,
là điều netizen đã quá đổi quen thuộc. Hầu như bài viết nào liên quan tới màn đụng độ, so kè của hai nữ đỉnh lưu này cũng thu hút lượng tương tác cao trên mạng xã hội. Và mới đây nhất là màn so tài về diễn xuất của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, cùng diễn cảnh bị thương. Nhưng đa phần netizen cho rằng, nhìn Dương Tử họ thấy xót xa, đau lòng và muốn che chở cô. Với Địch Lệ Nhiệt Ba, thì họ vẫn chưa thể hài lòng với cách diễn tả của mỹ nhân Tân Cương. Thậm chí nhìn biểu cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba khi trúng tên, còn trông hơi khôi hài. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi Dương Tử, chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng có người lại thấy dù cả hai cùng diễn cảnh bị thương, nhưng ở trong hoàn cảnh khác nhau, lẽ dĩ nhiên cảm xúc mang lại cho người xem sẽ khác. Trên thực tế, từ trước tới nay diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Nếu chưa muốn nói là cô nhiều lần phải hứng chịu cơn mưa gạch đá vì diễn quá tệ, trăm vai như một, biểu cảm một màu, sượng trân vô cùng, chưa dừng tại đó. Vài người còn cảm thấy Địch Lệ Nhiệt Ba càng đóng phim nhiều lại càng thụt lùi đi, hoàn toàn xứng danh bình hoa di động. Về phía Dương Tử, tuy vẫn có đôi lúc mỹ nhân hương mật tựa khói sương vấp phải tranh cãi về diễn xuất, nhưng so với lời chê bai, thì sự tán thưởng và khen ngợi dành cho cô nhiều hơn đáng kể. Lấy ví dụ như trạng thái của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trong hai bộ phim lên sóng gần đây là Trường Tương Tư và Công Tố Tinh Anh. Người đẹp Tân Cương không chỉ bị chê diễn dở mà bộ phim này cũng chẳng được mấy ai đón nhận. Rating phim sau mỗi tập đều giảm mạnh. Trong khi đó, Trường Tương Tư của Dương Tử lại được công nhận là tác phẩm ăn khách, bạo khoảng năm 2023, mang về loạt thành tích đầy ấn tượng. Sở hữu lưu lượng mạnh sau Sơn Hà Lệnh, nhưng phim mới của Cung Tuấn gây thất vọng vì điều này. Sau sự thành công vang dội của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn có sự nghiệp tương đối mờ nhạt. Mới đây, Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió có lẽ là tác phẩm ngay cả người hâm mộ của Cung Tuấn cũng không hy vọng sẽ nổi tiếng bởi nhiều nguyên do. Cụ thể, bộ phim tình cảm đô thị mới của Cung Tuấn và Chung Sở Hy tuy có tạo hình đẹp, nhưng diễn xuất của nam chính khá chán, không giữ chân được khán giả. Tuy nhiên, rating của phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió trong tập 3 và 4 đã giảm so với tập 1 và 2 trước đó là 0.33, cụ thể tập 3 và 4 có rating là 0.32. Bên cạnh đó, chỉ số nhiệt trên EQG đã lần lượt đạt mốc 6.000 và 6.500, chỉ số DataWin ngày 31 tháng 10 là 1.831 và đạt top 2 trong các phim đang phát sóng. Chỉ số link cây nhân vật từ tư ngày 31 tháng 10 đạt 8.76 và xếp top 3, dựa trên bảng xếp hạng cho thấy, đây là những con số không quá khả quan. Cung Tuấn được khán giả kỳ vọng hơn cả, lại bất ngờ trở thành người gây thất vọng. Người xem cho rằng, từ tạo hình đến khí chất, đài từ và biểu cảm của anh đều khá ổn. Thế nhưng điểm trừ lớn nhất lại ở phần miệng. Mỗi khi nhả thoại, khẩu hình của Cung Tuấn không đẹp, thiếu tự nhiên, khiến người xem không thể tập trung vào câu chuyện của nhân vật. Mỗi khi nam diễn viên cất lời, trên thực tế, đây vốn là điểm yếu của Cung Tuấn từ nhiều dự án trước. Thế nhưng đến với bộ phim này, anh vẫn chưa thể khắc phục. Ngoài nam chính Cung Tuấn, một số khán giả cho rằng, Chung Sở Hy cũng không thể hiện được cái hồn của nhân vật. Bên cạnh đó, nội dung phim cũng không được đánh giá cao. Cụ thể, Chung Sở Hy không được đánh giá cao về thực lực, cô bị chê yếu kém khi kết hợp với Cung Tuấn. Trong khi đó, nam chính ngoài tạo hình bắt mắt, anh cũng chưa thể hiện được tốt vai diễn của mình. Triệu Lệ Dĩnh và những lần bị tạo hình dìm tơi tả, nữ hoàng rating cũng có lúc xấu thế này. Đã từ lâu, Triệu Lệ Dĩnh luôn là cái tên cực hot của màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt là danh tiếng của cô nàng trong dòng phim cổ trang không thể coi thường. Chính vì sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc người nhỏ nhắn, cô được xem là đối thủ nặng ký trong dàn tiểu hoa đáng 85 của Trung Quốc. Khi cùng cạnh tranh tài nguyên, xinh đẹp diễn hay là vậy, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không ít lần bị dìm hàng không thương tiếc khi thể hiện các tạo hình khó đỡ. Thảm họa nhất chắc hẳn phải kể đến tạo hình hắc hóa của Triệu Lệ Dĩnh trong siêu phẩm cổ trang Hoa Thiên Cốt. Tạo hình này ngay sau khi xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng phải đồng loạt lên tiếng chê bai vì trông kém thẩm mỹ. Kể cả đặt vào bối cảnh năm 2015, vẫn có thể tìm thấy những tạo hình hắc hóa đẹp hơn như vậy rất nhiều. Tuy tạo hình xấu nhưng màn hắc hóa của Triệu Lệ Dĩnh vẫn thành công gây được ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất biến hóa đa dạng của mỹ nhân họ Triệu. Nhìn lại quá khứ, Triệu Lệ Dĩnh còn từng khiến cư dân mạng phát hoảng khi xuất hiện với một tạo hình kém duyên đến ngỡ ngàng. Trong bộ phim Truy Ngư Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh đã bị dìm nhan sắc tơi tả với tạo hình cá chết tinh hồng lăng, hai mảng màu mắt hồng không được tan ở trên mắt cùng đôi môi bóng nhảy, khiến cho nữ diễn viên trông chả khác nào đi diễn hề. Không những một lần muối mặt vì tạo hình quá xấu, Triệu Lệ Dĩnh đã có thêm nhiều lần dính vận xấu đau đớn trên màn ảnh. Trong bộ phim Xe Nhầm Nhân Duyên, khán giả phải cười bò vì mốt trang điểm không giống ai của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy tạo hình có phần kỳ quặc, nhưng ở các phân đoạn này,
gương mặt Triệu Lệ Dĩnh vẫn phần nào được nhận xét là đáng yêu, duyên dáng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.